Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học câu kinh văn Không sách thánh, bỏ không xem, che thông minh, hư tâm trí. Đây là một cái lời nhắc nhở rất là quan trọng đối với chúng ta, đặc biệt là đối với những người đang từng ngày cố gắng học tập theo những lời dạy của Thánh Hiền. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý những cái lời dạy này. Không sách thánh, tức là không phải sách Thánh Hiền, thì bỏ không xem. Sách Thánh Hiền là những sách như thế nào? Thì đối với các con thì nó không phải là việc khó khăn nữa. Đấy, cuốn phép tắc người con này chính là sách Thánh Hiền đây. Những cái cuốn sách mà đã được ấn chứng hàng nghìn năm, những lời dạy của Thánh Hiền nhân trải qua hàng nghìn năm, cái giá trị của nó đã siêu việt không gian và thời gian. Nó vẫn tồn tại nguyên vẹn giá trị của nó, đó là giúp chúng ta khai mở trí tuệ, giúp chúng ta bỏ ác làm thiện, đấy, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, có thể chuyển phàm thành thánh, giúp chúng ta hiểu rõ về nhân quả, à, biết cái gì là thiện, biết cái gì là ác. Đó đều là những sách mà chúng ta gọi là sách Thánh Hiền, đọc sách khai mở trí tuệ. Ngược lại với sách Thánh Hiền là những cái cuốn sách mà nó khiến cho chúng ta thất điên bát đảo, khiến cho chúng ta bị ô nhiễm cái thân tâm của chúng ta, làm cho chúng ta suốt ngày bị nó ràng buộc, lôi kéo, làm cho tâm trí chúng ta mê mẩn rất là nhiều. Thì ở đây chút nữa thầy sẽ nói cho các con, mình các con biết. Người xưa dạy chúng ta là thà 1 năm không đọc sách còn hơn 1 ngày gần tiều nhân. 1 năm không đọc sách, ngày xưa các con biết không? Ngày xưa ông bà chúng ta nói là 3 ngày mà không đọc sách Thánh Hiền thì mặt mũi nhìn đã khó coi rồi. Vậy mà lại có một lời nhắc nhở là thà 1 năm không đọc sách còn hơn 1 ngày gần tiểu nhân. Thà 1 năm không đọc sách còn hơn 1 ngày gần với tiểu nhân. Như vậy có nghĩa là câu nói này nhấn mạnh cái việc là gần tiểu nhân nó có hại cho chúng ta như thế nào. Nó giống như một ly nước trong, các con xem, ly nước trong được lọc ra từ máy lọc, mất rất nhiều thời gian thì mới có được một cái ly nước trong như thế. Đây. Thế nhưng mà chúng ta chỉ cần nhỏ một giọt mực vào thôi, thì chỉ trong vòng vài giây thôi là cả cái ly nước nó đã chuyển thành màu đen của mực. Như vậy là cái sự ô nhiễm rất là nhanh. Và để thanh lọc lại cái ly nước này thì cần phải tiêu tốn không biết là bao nhiêu thời gian nữa thì mới có thể làm trong lại cái ly nước. Thầy nghĩ là rất khó khăn, rất mất nhiều thời gian. Như vậy là có nghĩa là chúng ta phải hàng ngày thân cận sách Thánh Hiền, phải xa rời những cái kẻ tiểu nhân, những cái sách không phải là sách Thánh Hiền, những cái thứ làm cho chúng ta ô nhiễm thân tâm. Cũng có người nói là chúng ta giống như những cái tấm mút xốp màu trắng tinh khôi,
Nếu như chúng ta mà không học những điều tốt, mà nhỡ may mà chỉ cần tiếp xúc với những điều xấu thôi, thì giống như cái tấm mút xốp này này, nó dính chàm này, nó dính mực, tẩy kiểu gì cũng rất khó. Chúng ta tiếp xúc với cái tốt thì rất khó khăn, nhưng mà những cái xấu thì nó mời gọi, nó gọi mời chúng ta, nó rất là hấp dẫn, nó khiến cho chúng ta phải phụ thuộc vào nó. Cho nên cái này các con phải hết sức cẩn thận. Ngày nay thì có những cái gì không phải là sách, không chỉ là sách, không phải là sách Thánh Hiền, không không phải là chỉ không phải sách Thánh Hiền, không chỉ nói về sách các con nhé, mà có rất nhiều thứ nó khiến cho chúng ta bị lôi cuốn. Thầy nói ví dụ như là những cái chương trình truyền hình nó không lành mạnh, nó cũng khiến cho các con cũng bị lôi kéo theo. Thế rồi là điện thoại, những cái chương trình trên điện thoại, hoặc là điện thoại mà các con không được ba mẹ cho phép, chúng ta cứ sử dụng tùy tiện, hoặc là mượn của ai đó chúng ta sử dụng, thậm chí chúng ta đòi của ai đó để chúng ta mượn, chúng ta chơi, chúng ta xem những cái gì để mà không có ai kiểm soát được. Đấy. Rồi những chương trình trên máy tính, những cái trang thông tin không lành mạnh, nó luôn luôn gọi mời chúng ta. Nên các con phải hết sức lưu ý. Đấy. Nó khiến cho cái tâm trí chúng ta nó bị mê mờ. Chúng ta khó mà đạt được đến cái trí tuệ chân thật mà Thánh Hiền đang hướng chúng ta tới. Cho nên là các con phải chú ý cái chỗ này, không sách thánh bỏ không sang. Ở đây không phải là chỉ trên cái lời nhắc nhở của thầy cô đâu các con, mà các con phải biết được cái lợi hại của nó. Chúng ta chỉ khi biết được lợi hại thì chúng ta mới tránh xa nó. Thầy nói ví dụ thế này, sở dĩ chúng ta vẫn xem sách không đúng, chúng ta vẫn xem những thứ không đúng là do chúng ta biết lợi hại. Nếu các con biết lợi hại thì chắc chắn là chúng ta sẽ tránh xa nó. Ví dụ như là cái cốc nước này này, chúng ta đưa thầy đưa cho các con một cốc nước này, và các con biết rõ ràng ở trong này nó có thuốc độc thì chúng ta sẽ không uống, đúng không? Chúng ta chắc chắn là chúng ta biết là người ta đưa cho chúng ta cốc nước này mà biết là trong này có thuốc độc thì có cách nào chúng ta cũng không uống. À. Dù có phải chết cách khác nhưng mà riêng cốc nước này là không uống, bởi vì chúng ta biết rõ là nó độc rồi, nhưng vì sao chúng ta vẫn uống? Bởi vì chúng ta nghĩ là chúng ta không biết nó là thuốc độc nên chúng ta cứ uống vào. Không phải sách thánh cũng chính là thuốc độc, nó khiến cho nó làm nó đầu độc cái thân tâm của chúng ta. Cho nên là phải nhận thức thật rõ thì chúng ta mới có thể tránh được, chứ không là chúng ta rất dễ bị ô nhiễm, rất dễ bị ô nhiễm. Bạn bè rủ rê một chút, chúng ta thấy nó hay là chúng ta tò mò, chúng ta xem, chúng ta theo, xa rời những cái lời dạy của Thánh Hiền. Cho nên là hàng ngày các con phải tìm những cái sách tốt để đọc, mỗi ngày các con phải đọc ít nhất một lần Phép Tăng Người Con, gieo những hạt giống thiện lành này vào trong tâm chúng ta. Gieo hạt thì chắc chắn là sẽ có ngày ra hoa kết quả, các con phải tin cái điều này. Ngoài ra thì thầy cũng mong các con lưu tâm tới những cái sách về lịch sử của Việt Nam chúng ta, các con phải tìm hiểu về lịch sử. Các con có thể xem một số những cái bộ phim, cha mẹ cho phép các con có thể xem một số cái bộ phim về những tấm gương đức hạnh Việt Nam, những tấm gương đức hạnh của Thánh Hiền này,
Hay là ví dụ như có những cái bộ phim hoạt hình thì thầy thấy cũng có những bộ phim hoạt hình rất là hay chứ không phải là không hay. Trước đây thì thầy thấy thầy xem cái bộ phim Nhất Hưu Hòa Thượng này, hay là Chú Sa Di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời này. Ở trong đó cũng có rất nhiều đạo lý và các con thấy cũng có những cái mà giúp cho chúng ta hiểu được cái đạo lý. Chứ chúng ta tuyệt đối là không xem, không tùy tiện xem những thứ mà cha mẹ thầy cô không cho phép. Vì sao mà không cho phép? Bởi vì sợ chúng ta sẽ bị ô nhiễm. Mà đã ô nhiễm rồi là sẽ rất khó để mà tẩy rửa cái ý tâm của chúng ta. Thân thân thể bẩn thỉu còn có thể tắm rửa sạch sẽ được, nhưng mà tâm mà bẩn thì khó khó làm sạch. Ấn tượng mãi chứ không hẳn là không được, cho nên các con phải lưu ý cái chỗ này: không sách thánh, bỏ không xem, che thông minh, hư tâm trí. Cái thông minh này không phải là cái thông minh mà bảo là nhiều bạn vẫn xem bình thường mà bạn ấy học vẫn giỏi. Thông minh này không phải là cái thông minh mà chúng ta nhắc tới. Thông minh này là trí tuệ của thánh hiền, để biết phân biệt rõ thiện ác, đúng sai tốt xấu. Đấy. Phải biết làm lành lánh dữ, phải biết rõ về nhân quả thiện ác thì cái thông minh này thì mới mới đáng. Còn thông minh mà ở điểm số thì chưa hẳn phải là thông minh đâu các con, chưa phải thông minh đâu. Có nhiều bạn mà không do không được nhắc nhở, học thì giỏi nhưng mà vẫn cãi lại lời cha mẹ, thì đây đâu phải là thông minh. Vẫn không biết đối nhân xử thế, gặp người lớn không biết chào, làm gì cũng không biết làm, chưa từng biết phục vụ cha mẹ thì học giỏi cũng không để làm gì. Cho nên là chúng ta phải biết cái gì nó là thông minh, cái gì là thông minh. À, đây chính là cái sự thông minh mà Thánh Hiền nhắc chúng ta. Thông minh là phải biết rõ cái phân biệt thiện ác, đúng sai phải trái, phải biết cái gì cần làm, phải hiểu được bổn phận trách nhiệm của mình, phải hiểu được về nhân quả thiện ác tốt xấu. Thì nếu như chúng ta không gần Thánh Hiền thì làm sao chúng ta biết được? Mà hàng ngày không những không gần Thánh Hiền mà gần tiểu nhân thì thật là tai hại. Cho nên các con lưu ý chỗ này nhé. Hôm nay thầy Phúc Hoàng chia sẻ các con một chút mấy cái điểm như vậy. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.